trong hành trình tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối diện với một loạt thách thức đầy kịch tính. Họ đã được bốc thăm vào bảng E cùng với những đối thủ mạnh mẽ là đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Mặc dù đứng trước những khó khăn, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách. Không chỉ phải đối mặt với sự vượt trội về mặt chuyên môn của các đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam còn phải đối mặt với một số yếu điểm, đặc biệt là khả năng phòng ngự bóng bổng. Trong thời gian gần đây, điểm yếu này đã được thể hiện rõ qua các trận đấu, đặc biệt là trận thua 1-2 trước Philippines tại vòng bảng SEA Games 32 ở Campuchia. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã công khai thừa nhận vấn đề này và đang nỗ lực để cải thiện khả năng phòng ngự của đội. Ông Chung đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập luyện để khắc phục điểm yếu này, đặc biệt là trong các tình huống bóng bổng. Để tăng cường khả năng phòng ngự và thể lực cho đội, đội tuyển nữ Việt Nam đã bổ sung thêm một số cầu thủ có thể hình tốt. Một trong những gương mặt nổi bật là trung vệ Lương Thị Thu Hương, cầu thủ cao 1m68 đang thi đấu cho đội nữ Than khoáng sản Việt Nam, Than cây SVN. Sự trở lại của trung vệ Trương Thị Kiều, người đã bình phục sau chấn thương, cũng là điểm sáng cho đội tuyển. Trương Thị Kiều được kỳ vọng sẽ cùng các đồng đội nỗ lực để cải thiện tình hình phòng ngự và tạo ra sự cân bằng cần thiết cho đội. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đặc biệt quan tâm đến khả năng thể lực của đội, nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị tốt về thể lực sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam tự tin và phấn đấu hết mình tại World Cup 2023. Với tất cả những nỗ lực và chuẩn bị, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã sẵn sàng vượt qua những thách thức, tận dụng cơ hội để tỏa sáng tại vòng chung kết World Cup 2023.